Giá vé tàu Cát Linh Hà Đông khi đi vào hoạt động có thể sẽ cao hơn xe buýt từ 30 đến 37%. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang xây dựng phương án giá vé tàu điện Cát Linh Hà Đông trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước tháng 9 năm nay. Để xây dựng phương án trên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội đã tiến hành khảo sát ý kiến với khoảng 1.500 người là sinh viên, hộ dân sống gần tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông. Đa số người dân được hỏi là chấp nhận giá vé lượt đường sắt đô thị cao hơn giá vé xe buýt từ 30 đến 37%. Giá vé tháng cao hơn giá vé tháng xe buýt là 15%. Hiện vé lượt xe buýt ở Hà Nội có các mức giá là 7.000, 8.000 và 9.000 đồng một người một lượt. Vé tháng xe buýt cho các trường hợp không ưu tiên một tuyến là 100.000 đồng và liên tuyến là 200.000 đồng.